Đời này cha dứt mới mong cầu. Mong cầu gặp Phật hồi long qua. Con ráng trì tâm niệm Phật Đà, xét lại xác thầy xưa cũng hoài, thân phàm bỏ lại thế gian màng. Đến hồi trăm quan còn hiện được, thì ra xác thịt có cần đâu. Khuyên con nghĩ càng đừng ưu lự, mượn chứ quyền cơ giải mạch sâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, căn cứ lực tín ngưỡng tôn giáo ngày 1 tháng 1 năm 2018, căn cứ chương trình đạo sự của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo năm 2019, căn cứ quyết định của cơ quan chức năng về việc tạo điều kiện cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quới tổ chức thuyết giảng giáo lý theo nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong địa phương, muốn tìm hiểu giáo lý giáo luật lễ nghi của đạo để tu học đúng tôn trị giáo lý giáo luật và luật pháp của nhà nước. Được sự thống nhất của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và sự phân công giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, hôm nay Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quế chúng tôi long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý lần 6 năm 2023 tại nơi làm việc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quế, địa điểm ấp Hạ xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tức tại hội trường này do giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đảm trách thuyết giảng đề tài. Đó là lý do buổi thuyết giảng hôm nay. Đề nghị hoan nghênh. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình là đến phần giới thiệu thành phần tham dự. Kính thưa quý vị, chúng tôi ban tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay rất vinh dự và hân hạnh được đón tiếp quý vị khách quý, quý vị đồng đạo ưu tú từ các nơi đã đến tham dự như sau: đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Quế, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Thảo, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Quế, đề nghị quan lên. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Cầm, Phó Bí thư Chi bộ ấp Hạ xã Tân Quế, đề nghị quan lên. Đại diện giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Phương Kiều là giáo lý viên Trung ương phụ trách đề tài 1 hôm nay, đề nghị hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Quang Nghĩa là giáo lý viên Trung ương phụ trách đề tài 2 hôm nay, đề nghị hoan nghênh. Đại diện Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn là thư ký chánh văn phòng Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Thành phần đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã bạn lân cận trong huyện và ngoài huyện đến dự.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chung gồm các vị chức việc trưởng ban, phó ban, thư ký và trị sĩ viên đại diện trong ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của các xã bạn đến từ các nơi cùng số đồng đạo trong từng đoàn đến dự như sau. Các ban trị sự trong huyện Thanh Bình đến dự, xin trân trọng giới thiệu ban trị sự xã Tân Bình, ban trị sự xã Tân Long, ban trị sự xã Tân Quề, ban trị sự xã Tân Hòa và ban trị sự xã An Phong. Các ban trị sự trong huyện Tam Nông đến dự, xin trân trọng giới thiệu ban trị sự xã Trường Xuân, ban trị sự xã Phú Thành A, ban trị sự xã Phú Ninh, ban trị sự xã An Long và ban trị sự xã An Hòa. Các ban trị sự huyện khác đến dự, xin trân trọng giới thiệu ban trị sự xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, ban trị sự phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, ban trị sự xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, ban trị sự xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, ban trị sự xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, ban trị sự xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, ban trị sự xã Long Tiên, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang, ban trị sự Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, ban trị sự xã Tam Bình, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang, ban trị sự xã Hậu Xuân, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang và ban trị sự xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Chúng tôi nhận thấy các vị chức việc đại diện các ban trị sự cùng quý vị đồng đạo trong từng đoàn đến dự khá đông đủ, vậy đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Thành phần quan khách gần xa tham dự, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chung gồm các vị đoàn quay phim phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, các vị nguyên là trưởng ban trị sự, phó ban, thư ký, trị sự viên của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quới và các xã bạn lân cận trong những nhiệm kỳ qua. Cùng quý vị là nhân sĩ trí thức, quý vị là mạnh thường quân, quý vị là công ty doanh nghiệp cửa hàng trong xã nhà và xã bạn lân cận đến dự khá đông đủ, đề nghị quan nghênh chung. Thành phần tham dự của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quới và ban tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay cùng các tổ phục vụ trực thuộc ban tổ chức và đồng đạo đến dự. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Cọp, đại biểu Hội đồng dân xã Tân Quới, trưởng ban trị sự, trưởng ban tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay, đề nghị quan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Bi, phó ban trị sự, phó ban tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay, đề nghị quan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu chung các vị là thư ký, các vị là trị sĩ viên trong ban trị sự, các vị là ủy viên ban tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay cùng các tổ phục vụ trực thuộc ban tổ chức buổi thuyết giảng, quý vị đồng đạo xã nhà, quý vị đồng đạo các xã bạn lân cận đến dự đông đủ, đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh chung. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình là đến phần làm lễ nghi thức tôn giáo, có một phút vĩnh lễ Đức Phật và Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Chúng tôi xin trân trọng cung thỉnh và kính mời quý vị quan khách, quý vị đồng đạo, tất cả chúng ta đồng đứng lên hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo. Một phút thân trang nghiêm tâm thân tịnh, kính lễ Đức Phật mời kính. Thưa thôi, kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo mời kính. Thưa xong, phút kính lễ đã qua, kính mời tất cả quý vị đồng an tọa, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là đến phần nội dung buổi thuyết giảng. Mở đầu nội dung chương trình là đọc diễn văn khai mạc. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Cọp, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quới, trưởng ban tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay đến diễn đàn để đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, quý đồng đạo kính mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới hội trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp. Thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi thuyết giảng hôm nay có sự hiện diện của quý vị đại diện chính quyền địa phương, các vị giáo lý viên, các vị đại diện ban đại diện giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp,
các vị đại diện ban trị sự các xã, phường, thị trấn, các nhà mạnh thường quân và chư quý đồng đạo đến tham dự. Có thể nói đây là động cơ khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn trong nhiệm vụ triển dương chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính thưa quý vị, đối với Phật giáo Hòa Hảo, việc truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ cần thiết, bởi hiểu đúng mới thực hành đúng, như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Có thể nói giáo pháp học Phật tu nhân Phật giáo Hòa Hảo vừa mang tính khế cơ, vừa phù hợp với tình hình thực tế trong bối cảnh nhân loại đang tiến nhanh vào nền khoa học công nghệ, phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp. Đức Thầy từng khuyến khích phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quới cùng bà con tín đồ trong địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đến đây, tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 6 tại nơi làm việc của ban trị sự xã. Kính chúc chương trình thuyết giảng thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức buổi thuyết giảng xin trân trọng cảm ơn ông đã làm xong Phật sự của mình. Kính mời ông về vị trí an tọa, xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình là đến phần đọc bài sứ mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo, do chính tay ngài viết tại Bạc Liêu vào ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lữ Phước Thành, trị sĩ viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quới, phụ trách phổ truyền giáo lý, quỹ viên ban tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay đến diễn đàn nơi vị trí tôn nghiêm, thành lòng đọc lại, xin trân trọng kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lẫn lộn mây phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi những ân đức Phật lòng đã quảng đại từ bi, hiềm gì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mấy quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dương cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh giảng khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục,
lăn lộn chốn mê đồ mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân. Dòng thân dị quốc huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh. Ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngày vô sự lắm sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lẻn lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính, tới hồi tai qua Phật Dương đã chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long qua. Chọn những đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tào đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này say mê dập dục chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp hòa luật trời đà trị tội. Xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chơn thiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền. Khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xa bớt tội căn, để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu. Kiến duyện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương quấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tế nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có vẻ đâu chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị dưới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêng hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp
ta cũng hy sinh vì đạo. Nào quan sát thân kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức buổi thuyết giảng xin trân trọng cảm ơn ông đã làm xong Phật sự của mình. Kính mời ông về vị trí an tọa, xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình là đến phần đọc lời phiên bổn đạo, tức 8 điều răn cấm của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Minh Đa, trị sĩ viên ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo xã Tâm Quới, quỹ viên ban tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay đến diễn đàn nơi vị trí tôn nghiêm thành lòng đọc lại, xin trân trọng kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo, khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì gỡ bỏ và giữ những điều gánh cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai, hay hoặc quyền rủa vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cũng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hố lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền, vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô ly, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hố lỗ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói gắt tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hoa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hoàng, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người gõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi thay mặt ban tổ chức buổi thuyết giảng xin trân trọng cảm ơn ông đã làm xong Phật sự của mình. Kính mời ông về vị trí an tọa, xin cảm ơn. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời tổ độc giảng viên của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quế, do đồng đạo Nguyễn Thị Minh Tươi và đồng đạo Phan Đức Tự đến từ ấp Hạ xã Tân Quế đồng đến diễn đàn nơi vị trí tâm im để thành lòng đọc lại lời văn ngọc của Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Xin trân trọng kính mời hai vị đồng đạo. Nhằm lúc nàng yêu nâng
Chúng tôi thay mặt ban tổ chức buổi thuyết giảng xin trân trọng cảm ơn các vị độc giảng viên đã làm xong Phật sự của mình. Kính mời các vị đồng về vị trí an tọa, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là đến phần bế mạc viên mãn. Tiếp theo là phần đáp từ của ban tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Cọp, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quế, trưởng ban tổ chức buổi thuyết giảng, đến diễn đàn phát biểu đáp từ để nói lên lời tri ân của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, quý vị đồng đạo kính mến, sau hơn 3 giờ tiến hành thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, đến đây chúng ta đã hoàn thành nội dung chương trình. Giáo lý viên đã đem sở học triển khai nội dung đề tài mạch lạc, làm sáng tỏ tính nhân văn sâu sắc trong giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, giúp chúng ta nhận thức thêm ý nghĩa trong tôn chỉ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức hoàn thành chương trình thuyết giảng. Cảm ơn giáo lý viên không ngại đường xa đến đây thực hiện hoàn thành nhiệm vụ truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Xin tri ân ban trị sự các xã, phường, thị trấn, đoàn làm phim phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự đã ghi hình. Các nhà mạnh thường quân, quý vị âm thanh, ánh sáng, hậu cần và chư vị đồng đào đến tham dự đông đủ để buổi thuyết giảng được thêm phần trang nghiêm trọng thể. Chân thành cảm ơn gia đình ông Lê Minh Đa, ông Phạm Văn Hợi là trị sự viên của ban trị sự và đồng đạo trong và ngoài địa phương đã tài trợ chi phí tiếp đãi để ban tổ chức hoàn thành chương trình thuyết giảng hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị quan khách và chư quý đồng đạo vạn sự an lành. Trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức buổi thuyết giảng xin trân trọng cảm ơn ông đã có bài phát biểu đáp từ của ban tổ chức, đã làm xong Phật sự của mình. Kính mời ông về vị trí an tọa, xin cảm ơn. Tiếp theo là đến phần làm lễ nghi thức bế mạc viên mãn. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức buổi thuyết giảng xin trân trọng cung thỉnh và kính mời quý vị quan khách, quý vị đồng đạo, tất cả chúng ta đồng đứng lên trang nghiêm hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức bế mạc viên mãn. Một phút thân trang nghiêm tâm thanh tịnh, kính lễ Đức Phật mời kính. Thưa thôi, kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo mời kính. Thưa xong, phút kính lễ đã qua, kính mời quý vị tự tiện. Chương trình buổi thuyết giảng đến đây đã kết thúc. Thay mặt ban tổ chức buổi thuyết giảng xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một ngày mới tốt đẹp. Xin hẹn gặp lại vào chương trình buổi thuyết giảng lần sau. Thân ái kính chào. Xin kính mời quý vị quan khách, quý vị đồng đạo nhấn chút thời gian quý báu vào nhà khách dùng cơm bánh nước với ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau.
vai mùi thơm ngất ngây. Lòng mang ơn dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra công, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh tai mắt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân quán. Nếu gieo nhân bác ai vô ưu, sao trái lành quăng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân dùng chai thanh khiết. Mát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây. Lòng mang ơn dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết. Lòng thanh tai mắt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân. Sao trái lành quăng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua. Cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về. Về nương bông Phật, nương Pháp giới, về nương Tăng, nương nhà tâm bao hoa sen nở. Tâm bao.